Chào anh em nha, hôm nay mình bán cho anh em một bộ lửa 86 đồ chùa hàng xin tháo xe, tình trạng cũng còn rất là đẹp nha. Thì bộ lửa này mình bán cho anh em với giá là 900.000 thôi, bao anh em thầy thợ test nguyên zin, cuộn lửa zin giắc cắm đầy đủ, còn đầy đủ nha, đẹp chưa vệ sinh. Đây, giá bộ lửa này lửa 86 đồ chùa nha anh em, sử dụng tốt cho tất cả dòng xe mà một nồi cúp 67 đây những lời này kia chạy cực kỳ ngon, sử dụng tốt từ xe zin tới xe đậu luôn. Đó. Em đang quay cái mâm điện cho anh em, chi tiết cái mâm điện bộ lửa này bán 900 nha anh em, cần cái alo em nha, hôm nay anh em nào hỏi cái alo em. Đó, bộ điện quá đẹp. Rồi, con này là vô lăng. Giá 900.000 cho bộ này thì giá quá tốt rồi nha anh em. Chỉ 900.000 anh em đã có bộ lửa 86 đầu chùa còn tương đối như thế này. Anh em cần nghe lo em nha. 0933996332. Rồi, lửa 86 đầu chùa zin giá 900.000 cho bộ này, ngày 13 tháng 3 năm 2021 nha. Anh em càng có alo em qua số điện thoại là 0933996332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng nha. Giá tốt cho anh em với giá này.